Âu Dương Nana làm phù dâu cho đám cưới Tây Tạng, tạo hình khác lạ nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời. Mới đây, hình ảnh Âu Dương Nana hóa thân thành phù dâu tại đám cưới Tây Tạng đã nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng vì quá xinh đẹp. Âu Dương Nana là diễn viên đã đạt được nhiều thành tích tốt trong những năm qua. Gần đây, cô đã có những trải nghiệm thú vị trong chương trình thực tế gặp gỡ góc khuất cuộc đời. Trong tập mới nhất, nữ diễn viên đã được chứng kiến tình yêu giữa các cặp đôi ở Tây Tạng. Điều bất ngờ là cô đã đồng ý trở thành phụ dâu trong đám cưới. Câu chuyện trong tập kỳ này là của Lại Mẫn và Đinh Nhất Châu. Lại Mẫn mắc phải căn bệnh di truyền từ gia đình, teo tiểu não. Nhưng Đinh Nhất Châu vẫn chấp nhận cô và cả hai đã cùng nhau viết lên một câu chuyện tình đẹp. Sau khi chứng kiến câu chuyện đẹp của cặp đôi, Âu Dương Nana đã được mời làm phụ dâu. Khi diện trang phục cưới truyền thống của người Tây Tạng, nữ diễn viên đã thể hiện được nét thanh tú, xinh đẹp của mình. Tuy có phần khác lạ với hình tượng ngày thường, nhưng vẫn không làm lu mờ được nhan sắc trời cho của người đẹp. Khi hình ảnh được đăng tải, Nana đã nhận được rất nhiều lời khen và dẫn đầu Hot Search. Sau đó, nữ diễn viên đã đăng dòng trạng thái nói về việc này. Vào 3 tháng trước khi được nhà sản xuất mời tham gia chương trình, cô đã đắn đo vì cảm thấy bản thân không đủ kinh nghiệm sống để hiểu thấu câu chuyện của người khác. Nana sợ bản thân thể hiện không tốt sẽ dẫn đến nhiều vấn đề tiêu cực. Nhưng khi ghi hình, nữ thần Cello chia sẻ, Lại Mẫn giúp cô hòa nhập nhanh hơn với mọi người. Được biết sau khi cảnh quay kết thúc, Lại Mẫn đã tặng cho Nana một con ngựa. Đây là trải nghiệm vô cùng ý nghĩa, giúp cô được chữa lành và cảm thấy yêu cuộc đời hơn.